Nó đâu sợ gì đâu, đâu có ai bắt nó đâu. Hèn gì nó thương hay gì đây Phật, nó mới lên lên đu lên vai luôn. Con rạm không ai ăn hết á. Có mấy con chim cò đồ ăn nó thôi à, chứ người đâu ăn nên nó thân thiện với người. À, thân thiện luôn á, bu lên vai luôn. Tại đó, người đâu giết nó đâu. Tội đến người ta bắt đấy. Bắt đi làm gì vậy Phật? Ít lắm đúng không? Bắt người ta câu. À, đi câu cá khác đúng không? Ừ, làm mồi câu. Nhưng mà thường mấy này nó được tự do. Anh thả nó ra nó cũng leo tùm lum mà. Nó đi nó lên bờ được mà nó đâu bị gì đâu. Con này đi khắp nơi. Bây giờ mình sẽ ê, có một cái ông đó ăn ba khía mà bị chết á. Bạn của má đánh cầu ở quân khu 7 á. Tự nhiên buổi sáng còn ngủ cà phê, sau đó thì về ăn cơm với ba khía, trong buổi trưa chúng gió ối có chờ rồi ra đại ra dạng xanh liền cực lạc luôn. À, nhanh gọn lẹ luôn. À, không ai tin được luôn, có một con ba khía. Chắc con ba khía đó ăn độc. Ăn con ba khía mà dạng xanh liền cực lạc. Con ba khía đó có độc nè, thấy rạm không? Đu cây đầy luôn nè. Hả? Trời ơi. Đầy. Như người nhờ đúng không? Mấy này khỏi lo cho nó, cuộc sống của nó là tự tại. Ở đây, vô đây có báo, ở đây môi trường không khí trong lành lắm.